Bạn có nhu cầu mua ác Free Fire, ác Liên Quân, thử vận may uy tín giá rẻ, hãy đến với rikaki.vn, trang web hợp tác chính thức với Rikaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Rikaki Gaming và review có tâm. Hôm nay mình lại review có tâm tiếp. Ok, ở trong Ghana Free Fire đang có một sự kiện khá thú vị tên là mời bạn cả hai ring quà, và người được mời sẽ có thể nhận được rất nhiều trang phục, và trong khi đó người mời có thể nhận tới 500 kim cương free. Đấy, xịn xón bò anh em. Và thực ra 500 kim cương free này nó sẽ là nhận 50% số lượng kim cương khi người mới được nạp. Đấy, và tối đa là 500 kim cương. Ví dụ như là cái người được mời ấy, họ nạp 1000 kim cương thì bạn sẽ được hit 500 kim cương. Đấy, tươi chưa, tươi chưa. Đấy, để vào sự kiện này thì anh em vào trong mục thông báo nhá. Xong đó nếu mà nó bị đen màn hình, anh em bấm vào mũi tên, nó sẽ ra hình cái trang web. Đấy, sự kiện thăng cấp. Ở đây nó sẽ có hai mục. Mục bên trái là giới thiệu bạn nhận tới 500 kim cương, thì cái mã giới thiệu nó chính là cái UID của chúng ta thì phải. Đấy, cái ID ở trong game chúng ta có thể copy và ấn share. Nếu mà đồng đội bạn thấy được cái ID đó thì họ sẽ có thể ấn vào trong cái phần thăng cấp nhận quà. Thì bên phần thăng cấp nhận quà ấy thì nhiệm vụ sẽ là cày được 5000 kinh nghiệm, tức là lên được khoảng từ level 1 lên khoảng level 12. Đấy, chăm chỉ cái game đạt đủ lượng kinh nghiệm yêu cầu bên cạnh. Mỗi người chơi có một mức kinh nghiệm yêu cầu khác nhau. Vào trang web để chọn một trong 305 phần quà ở bên tay phải. Đấy, còn ở bên giới thiệu bạn nhận quà nhận tới 500 kim cương thì nhiệm vụ rất đơn giản thôi. Các bạn tìm một cái app nào đấy, nói chung này dễ nhất nhá, là anh em tạo một cái tài khoản mới, sau đó thì anh em gọi là đăng ký cái ID của mình vào đấy, thì cái tài khoản mới khi mà chơi ấy thì sẽ có thể nhận được những cái phần quà như AUG 7 ngày, gấu 7 ngày, rồi thì gấu đầu gấu 7 ngày, rồi thì 10 vé bóng quay bắn vàng. Trong khi đó thì nếu như mà cái tài khoản phụ ấy nạp 1000 kim cương thì cái tài khoản chính nhận 500 kim cương. Thế này thì anh em cứ tìm ông nào, ví dụ chị hàng xóm, chú đầu ngõ, đấy, anh gọi là shipper, nếu mà anh ấy chưa chơi Free Fire thì bảo anh chơi Free Fire đi, xong rồi nạp thẻ đi. Đấy, thì nếu như mà anh đấy anh ấy nạp 1000 kim cương thì bạn sẽ được nhận 500 kim cương. Đấy, khá là ngon đội bán son. Nói chung là đây là một sự kiện theo mình đánh giá khá thú vị và nó cũng không khó để làm lắm. Tuy nhiên thì cái vấn đề khó đấy là cái người chơi kia họ có nạp thẻ hay không. Đấy, ví dụ bây giờ anh em cứ gặp ông nào kiểu giàu giàu nhá, và ông nào kiểu bạn nào đang chơi game gì đấy, game khác chẳng hạn. Đấy, mà bạn ấy hay nạp thẻ, đấy, rủ bạn ấy chơi được Free Fire. Đấy, rủ tao có cái game này hay lắm, bắn nhau các kiểu là điều đấy, rủ bạn người ta chơi Free Fire. Đấy, khi mà người ta nạp thẻ thì bạn sẽ có thể nhận được kim cương free. Đấy, trong khi đó thì cái người chơi ở dạng thăng cấp thì sẽ có thể nhận được rất là nhiều phần quà, ví dụ AUG 7 ngày, gấu đầu gấu, rồi thì nói chung là có 3 skin súng, 1 skin trang phục, cũng như là 10 vé quay bắn vàng. Đấy, đơn giản, gọn nhẹ, dễ dàng thế thôi. Đấy, sự kiện này thì nói chung là nó cũng không phải là quá ngon lắm, nhưng mà theo tôi đánh giá nó cũng được. Đấy, đặc biệt là nếu mà anh em mời trúng được cái bạn nào mà hay nạp thẻ đấy, hay nạp kim cương thì lại ấm. Đấy, lại ấm anh em ạ. Hôm nay trợ thủ giảm giá 50%, ngoài ra còn có sự kiện vung cờ mờ nó chảo. Đấy, sự kiện vung chảo thì chúng ta sẽ có thể nhận được một cái hành động vung chảo. Đấy, vấn đề ở đây nó lại bị đen. Đen thì chúng ta lại phải ấn vào cái nút mũi tên để vào trong sự kiện. Đấy, đây là cái vòng quay chắc kèo nha anh em nhé. Vòng quay chắc kèo này chúng ta có thể nhận được cái hành động vung chảo. Ở đây thì 4 hành động kia tôi có hết rồi, nên tôi sẽ thử quay, nếu mà chúng ta quay 5 lần đặc biệt thì chắc chắn là sẽ nhận được giải thưởng chính. Thì ở đây tôi chắc chắn sẽ nhận hành động vung chảo. Đấy, đấy, tức là tôi quay 5 lần, nói chung là cũng đơn giản, cái game là dễ. Mỗi lần quay mất 119 kim cương. À, quay phát 59 kim cương nào. Quay phát, ôi dồi, quay phát trúng luôn ạ. À, ôi dồi ôi, thế này thì đúng là còn cái nịt thật. Đấy, gà rán còn đúng cái nịt thật. Quay phát trúng luôn anh em ạ. Vâng, quay một hit, đấy, một đòn, đấy, một phát trúng luôn. Đấy, người ta gọi là nhân phẩm, nhân phẩm. Ở đây nó có mấy hành động khá xịn nhá, hành động đi xe này, hành động cắm cờ này, hành động khá ngon, hành động CR7 với thả tim cũng khá ngon, nó phải đơn giản đâu. Đấy, không hề đơn giản. Thế là tự nhiên được quả hành động vung chảo, quả hành động ở trông tếu phết đấy. Quả hành động ở trông rất là tếu nha anh em nhá, trông kiểu cầm chảo, quả chảo dài vãi trường. Đấy, quả chảo dài gọi là dài, gọi là dài 1m2 luôn. quả chảo dài dã man. Đấy. Vâng, quả chảo này dài 1m8, dài 2m, 1m2 là cái gì? Đấy, được không anh em? Ok, con dê. À, này vào trong trận tử chiến test thôi. Chả hiểu sao tôi tìm trận đúng với ba bạn nữ anh em ạ. Vâng, ảo thật đấy. Đấy, Trang PT, SD Phụng với cả Nhào Vô. Đấy, ba bạn nữ, chả hiểu cái gì đấy, còn hai đứa hôn nhau nữa.
cay thật. Và Ray nó lại cho mình ăn cơm chó kìa. Đấy, trước khi bắn nhau còn hôn nhau kiểu gì cũng thua để mà xem. Nói chung là chúng nó cứ mãi hôn nhau, nó đang bị dẫn cái tỷ số 1-2 anh em ạ. Cay thật sự đấy. Đấy, nói chung là các anh em thi đấu hạn chế hôn nhau. Đấy, hạn chế hôn nhau để mình tập trung vào chuyên môn. Đấy, mình chơi cho bắn nhau chứ không phải đi hôn nhau đâu. Đấy, ảo thật đấy. Ôi trời, Trang PT bị bắn chết rồi. Bây giờ phát hiện là mấy cháu này. Phát hiện là mấy cháu. Ui xôi, một cháu đã nằm. First Blood dành cho vị trí của Rikaki Streamer bắn gà nhất Việt Nam. Ok, ôi trời. Vâng, Trang PT còn quýt chịu thật đấy. Đứng đây múa vậy, trận này đang nào chả thua. Ui, SD Phụng bắn ghê thế. Vâng, SD Phụng bắn ghê đấy. Rồi đứng đây múa, trận này kiểu gì chả thua anh em. Vãi cái trưởng SD Phụng làm phát chip pokin ạ. Đấy, chất lừn cá ngừ. Anh em thấy quả hành động rồi chuất không? Quả hành động của tôi chuất lừn cá ngừ không? Đấy, chuất luôn. Đấy, vung các kiểu. Nào, đóng quả MP40 nào. Đấy, bom keo, bom kiểng các kiểu cho nó tươi. Vung là xôi, quả chảo dài vãi trường. Vâng, quả chảo dài 1m2. À, quả chảo dài 2m. Vâng, quả chảo nhìn ảo thật ạ. Vâng, cái hành động này hay ấy. Cái hành động này khá thú vị. Lúc đầu tôi tưởng là cái hành động này nó sẽ cầm kiểu cây đàn cơ, kiểu đập vỡ cây đàn cơ. Hóa ra nó lại cầm cái chảo dài anh em ạ. Đấy, ok, địch đâu hết rồi nhỉ? Địch ra đây chơi nào. Đấy, ơ thế Trang PT vẫn quýt à? Chán thật đấy, cày rank mới sáng chủ nhật cày rank. Ơ thế người chơi hệ móc lốp kìa. Vâng, chịu đấy, người chơi hệ móc lốp, bó tay đấy, chơi móc lốp. Thôi, ôi, nhào vô gãy rồi. Trang PT, ui Trang PT đứt luôn rồi. Trang PT này, Trang PT khổ lắm rồi. Thằng này móc lốp tìm tao. Thằng này móc lốp tìm tao. Ôi, hôm nay tên là Trang cân 5 ạ, Trang cân 5 hàng pha ke à? Vâng, thằng này móc lốp tìm cậu này thì chạy ra đây với chúng tôi xin cái mạng. Đấy. Đấy, còn lại SD Phụng bông hoa làm đi nhá. Phụng bông e. Ê, nó bắn đâu thế nhở? À, bắn cậu à. Này, hiểm đấy. Thằng mặc đồ đua xe nhá. Thằng mặc đồ đua xe nó bây giờ đang dịch bệnh giãn cách nha. Người ta cấm đua xe, dám mặc đồ đua xe vào đây à? Đấy, ok, vào đây hồi màu tí. Ui, chơi người chơi hệ liệu đấy thì đúng là. Vâng, game đã khó rồi, game bắn rank đã khó rồi. Một bạn này còn quýt. Thôi bạn này bạn nữ, em thôi mình không. Ơ kìa, Phụng chết rồi. Phụng ơi, bị thằng Tùng Anh nó thịt rồi. Phụng ơi. Đấy, khổ, việc gì cũng đến tay anh em ạ. Việc gì đến tay nào, vào đây cứu ông đội, cứu bồ, cậu xem nào. Nào vào đây. Cậu lại phải thể hiện được để tôi bật mốt nghiêm túc nhá. Tôi bật chế độ nghiêm túc nha anh em. Vâng, bật chế độ nghiêm túc để chơi cho nó được việc. Đấy, à ha, móc lốp. Thôi này toàn móc lốp nhỉ, xin cái đầu. Đấy, xin nhẹ viên vào đầu, chán chưa? Đấy, chán hẳn luôn, đắn gì nữa. Ui dồi ôi, một viên vào đầu chơi gì nữa. Thằng mặc đồ đua xe nhá. Thằng mặc đồ đua xe, thằng này cũng có nạp tiền đấy, nạp 99 Nim Cường lấy cái ba lô. Mà tôi không thích đeo ba lô lắm, tôi cảm thấy đeo ba lô ở trong tử chiến nó khá là cồng kềnh. Ai đeo ba lô khá là cồng kềnh anh em ạ. Ok, con xe tấu 2 tí thôi. Đấy, à, Trang PT vào lại rồi phải. Đấy, Trang PT bây giờ thành con boss rồi nhỉ. Hình như Trang PT vào lại rồi sao anh em ạ. Đấy, thôi vào lại rồi thì mình lại có đủ người rồi. Thì mình lại tấu hài thôi. Chứ cái tầm này bắn cái gì. Đấy, mình lại tấu hài thôi. Tầm này bắn cái gì anh em. Đấy, chào thằng nào đây nhở. Úi giời, thanh niên chạy nó khá nhanh. Vâng, thanh niên chạy nó phải gọi là khá mượt. Lên đây đứng cho nó mát. Đấy, lên đứng cho nó mát. Rồi, úi giời, tìm đây cái thằng chạy nó kìa. Hóa lên bụi cỏ, cho mày quả liệu băng này và cho nó mát. Đấy, ném một liệu băng vào cho nó mát. À, hình như Trang PT vào lại rồi. Di chuyển trông mượt mượt này, chắc không phải còn bot rồi anh em ạ. Đấy, Trang PT chắc vào lại rồi. Úi giời, Trang PT bắn nó kìa. Vâng, cho quả liệu này, cho quả liệu này. Vui chưa. Đấy, tươi chưa anh em, tươi chưa. Trời ơi, game là dễ. Đấy, đích cung vào thằng rồi. Ok. Ui, Trang PT không bắn à. Vâng, nó kéo mình phát vào đầu anh em ạ. Vâng, cay thế nhở, Tùng Anh nhá. Thằng Tùng Anh 381Q gì đấy nhá. Thì xong rồi, tỷ số cần thôi thôi, không được, không ổn rồi. Hắm rồi anh em ạ. Trời, tấu hài này hơi mạnh rồi, tấu hài này nó hơi quá đà rồi. Không được rồi, hắm rồi. Vâng, phải chơi nghiêm túc thôi. Phải chơi gọi là chuẩn, cơ mơ nó chỉnh thôi. Không được rồi, hỏng rồi. À, sao này tôi thấy mình chơi hơi thiếu nghiêm túc. Ui sợ, ui rồi quả chảo nặng quá nhỉ.
Vâng, quả chảo nặng. Ui, quả chảo. Quả chảo nặng quá. Đấy, ba em gái nào đi bắn đi các bạn ơi. Ngắm làm cái gì? Cái hành động 59 kim cương ngắm làm cái gì? Rẻ không? Nhà bao việc, đẩy lên các bạn này. Vâng, đẩy lên đi các bạn ơi. Trăm PT chắc là vào lại rồi. Trận đấy yên tâm rồi. Uy tín. Trận trước là tôi hơi tấu hài tí thôi. Trận này hai tay hai adup, à quên hai tay hai M82B thì nó lại gọi là game lại gọi là dễ. Cân hết. Tầm này ngại gì va chạm. Lên đấy, Trang PT. Trang PT, hóa anh bụi cỏ làm cái gì? Vâng, nhà bao việc hóa anh bụi cỏ. Ôi trời, thanh niên đứng nấp này. Nấp thì chúng tôi, nấp. Vãi, thanh niên đứng nấp giữa ba ông team mình ạ. Ảo thật đấy, ảo ma Canada, Venezuela, Argentina, ấy, Messi, các kiểu. Nào, đẩy lên đi nào. Đâu rồi, thằng Đình nào à? Vâng, bọn này chơi giỏi, chơi nấp kinh ấy nhở. Vâng, nó sống sai, nó trở thành huyền thoại có khác, chịu đấy. Đấy, bắn nhau là căng đét, ấy à. À, có một ông đứng dưới chân này rồi, có ông đứng dưới chân. Thế mình nhảy xuống, mình quẩy nóng thôi. Nhảy xuống mình quẩy thôi. Nào, cho có liệu đứng đây đúng không? Đấy, căng thời gian em liệu chuẩn, ít nhất là phải hai cháu. Đấy, ui xôi, nói có sai đâu. Đấy, khổ, ơ kìa, chứ. Kìa, thằng nó bắn tôi kìa. Ui, con đầu hiêu nhá, con đầu hiêu. À, xuống thịt rồi đi, trăm PT. Thôi xong rồi, con 65 nhi rồi thịt tôi rồi. Nào, trăm PT, cố lên trăm PT. Rồi, trăm PT đâu ạ? Ok, ui, sổ hay quá, nhưng mà vẫn là SD phụng. Ok, thắng rồi. Cảm ơn anh em theo dõi video này nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye bye.